Kinh lạc tạo thành một mạng lưới xuyên suốt nhờ các huyệt vị mà có thể hấp thu, luân chuyển, trao đổi khí liên tục giữa vùng này với vùng khác, hay ở bên ngoài và bên trong cơ thể. Nó gần giống như đường kinh tuyến, vĩ tuyến trên trái đất vậy. Lời có lực hút và lực đẩy mạnh nhất là các luân xa. Nó được trải dài từ đỉnh đầu đến hội âm. Các huyệt luân xa liên quan đến các mạch nhâm và mạch đốc. Nó được ví như các đường thẳng của tam giác quỷ Bermuda và sa mạc Mexico, là hố đen, là rốn khí không bị tác động bởi khí quyển và các tầng ozone tác động. Ví dụ như ở người thì được ví như các tầng vệ khí vậy. Cơ thể con người là sự hoàn hảo một cách tuyệt đối nhất. Nó luôn thích nghi, thích ứng với bất kỳ môi trường khắc nghiệt nào. Con người trong tất cả các hoàn cảnh sinh tồn hay bệnh tật đều chết vì thiếu niềm tin và nghị lực sống, thiếu kiên nhẫn. Có lối sống cá nhân nên luôn lo sợ. Chính là cái tâm lý sợ hãi, nó làm thay đổi thân nhiệt trong cơ thể dẫn đến các kinh mạch bế tắc, khí huyết ngưng trệ. Nó làm cho cơ thể mất cân bằng âm dương, khiến cho công năng tạng phủ bị gián đoạn và làm việc điều phối, phân phối sai vị trí, gây lên tăng lượng axit bazơ cao, gây ra các bệnh nguy hiểm như suy nội tạng hay ung thư, vân vân vậy. Nói đến đây thì cũng xin nói thêm là trên thế giới cũng đã tìm ra cơ thể con người đều có âm dương như thỏi lâm châm vậy. Lửa bán cầu lão trái chi phối lửa thân phải và ngược lại. Không những vậy, nó luôn trao đổi với môi trường bên ngoài bằng điện trường trong cơ thể, nên có thể giải thích được các việc như học viên nhân điện hút được các vật vào trong cơ thể, hay các bậc thiền sư có thể bay lên được. Vì họ có thể làm chủ cơ thể, luồng điện thích mà không bị chi phối bởi lực hút của trái đất.